Hả? Mày, mày làm cái gì vậy? Hả? Mày lấy vàng của tao hả? Mày, mày dám cướp vàng của tao hả? Cướp! Trả lại đây! Cướp! Cướp! Trả lại đây! Trả lại! Mày làm cái gì vậy? Mày tính làm gì người ta vậy? Thả cho người ta đi. Mày nghe tao không? Tránh ra. Đây là chuyện của tao. Buông ra. Buông ra. Buông ra đi. Là mày. Mày biết tao chứ? Anh Tài, mày giết người, mày giết người rồi. Ta đi, một mạng người còn chưa đủ hay sao? Mày đừng làm bậy, buông ra đi, buông ra, đứng lại, buông ra, buông ra, buông ra. Mày giết người rồi. Mày giết người rồi. Mày làm cái gì vậy hả? Muốn người ta biết mình ăn cướp hả? Sao vậy? Chuyện gì vậy? Lấy rồi giọt lẻ. Nhìn bộ dạng tụi nó chắc không phải người đàng hoàng rồi. Nghe lời chú, ở đây không được đi đâu, nghe chưa? Dạ. Nhớ nghe. Dạ. Ừ. Mẹ ơi, mẹ đứng lại đi mẹ. Đứng lại đi mẹ. Mẹ ơi, đừng bỏ mẹ. Nè con, con hãy bình tĩnh. Chú là con em.
ai trong đó? Nói mau, bước ra nhanh, bước ra, không tôi bắn á. Không, đừng bắn, tôi không biết gì hết, xin đừng bắn, tôi không biết gì hết, đừng bắn tôi. Tôi không biết gì hết. Kế hoạch hoàn hảo, 20 giờ từ thứ hai đến thứ bảy trên truyền hình Vĩnh Long 1, xem lại sớm nhất trên ứng dụng THVNLi.